Đây anh em, hello anh em đã quay trở lại với kênh của Minh Biker ha. Đó thì đây, ngày mai mình sẽ giao con xe này và sẽ có clip luôn nha anh em. Thì đó, đây là cái quá trình mà mình phải làm cho kịp để giao xe cho thằng em, là về bảo dưỡng xe là xong rồi. Giờ là cái phần rửa xe siêu sạch. Đó, là khi anh em rửa xe siêu sạch là anh em phải tháo hết dàn áo ra nha. Thì ở đây á, Minh có nhận rửa xe siêu sạch luôn, nhưng mà với điều kiện là xe của anh em chơi với Minh à, rồi anh em coi kênh YouTube nha, chứ mình không có nhận khách lẻ đó. Thì rửa ví dụ mà cái này là xe mua bên mình rửa, còn ví dụ mà muốn rửa mà anh em rửa thì giá của nó là rửa cục máy nè, hoặc là rửa sên, tháo dàn áo này thì tầm 700, còn anh em muốn rửa ở trong dàn điện nữa đó, trong dàn điện nữa là tầm 900 nha anh em đó, còn anh em muốn đánh bóng đồ luôn là 1 triệu chẳng, giá hữu nghị cho anh em luôn á. Còn này là xe mai mình giao, và quá trình rửa anh em thấy không, rất là gian nan, không có phải dễ đâu nha anh em. Này là trình độ cho nó đi phá dàn áo nè, nó mới tháo dàn áo được á. Một thằng thì là chuyên tháo, một thằng là chuyên về rửa. Trước khi mà rửa được con xe sạch này, nó rửa biết bao nhiêu con xe dơ rồi đó. Đó thì mình sẽ sử dụng, nếu như anh em tự rửa ở nhà cũng được, mình có thể hướng dẫn. Thì anh em có thể dùng Sumo hay là tất cả các hóa chất tẩy rửa anh em có thể mua ở những nơi mà anh em biết á. Rồi anh em phải chà kỹ từng ngóc ngách của nó. Ví dụ như đây, ví dụ nha, đó, ở phía này thì anh em phải chà bằng bàn chải để mới sạch. Với bàn chải đánh răng lông bệnh nha anh em. Anh em mà chà bàn chải sắt lại chày luôn sơn à. Đó, rồi nó chà những ngóc ngách như vậy đó, vô sâu bên trong. Đây là hóa chất Sumo thì chất tẩy của nó rất là ít nha, anh em có thể biết chai đó. Còn rửa xe thì mình sử dụng dung dịch riêng dành cho rửa ô tô á. Anh em sử dụng mô tô mà anh em sử dụng dung dịch của rửa ô tô là ok, nó phù hợp rồi. Còn anh em sử dụng mà xà bông lau nhà, xà bông rửa chén, xà bông Omo là chết luôn á nha anh em, là nó mau bay sơn thôi. Xà bông nước rửa chén á là anh em chỉ rửa sơn, với lại rửa mấy cái bùn đất ở dưới đây thôi, rửa nhớt rồi thôi nha. Đó, còn mà rửa dàn áo thì anh em phải dùng dung dịch chuyên biệt, rồi rửa sên cũng phải sử dụng dung dịch chuyên biệt nữa. Hai này này kêu đeo bao tay mà nó không chịu đeo nè, dính nhớt hết, tay nhớt hết. Rồi tối nắm tay bạn gái thì sao, nắm tay bạn gái nó kêu anh sao, nó hôi nó chơi thì sao. Tôi nắm tay thì đeo bao tay không đeo cả. Cái gì mày nói gì? Để vậy là nó bị tắt tiếng YouTube nha. Rồi lỡ em vào hang em mắc cua sao? Ôi, mấy cái này đơn giản đó. Đơn giản gì, tay dơ sao? Đã có lây môi. May là phải có bao tay nha ông nội. Bao tay đàng hoàng để nó khỏi dơ tay mình. Mất công em rửa lại, nó dính nhớt á, nó khó chịu phải không? Tại vì em chà mấy cái này là nhớt nó chảy ra nè, đó, thấy không? Em cứ đụng vô là nhớt nó chảy ra nè, đó, thấy chưa? Đó, thấy không? Nhớt chảy ra đen thui lùi. Đó. Rửa xe nói chung là nếu mà anh em mà rửa một chiếc xe bình thường á thì nó rất là đơn giản, mà để mà rửa chiếc xe mà gọi là sạch á thì nó rất là cực luôn, phải nói là rất là cực. Rồi tiếp tục nha mấy anh em, rồi chuẩn bị đón clip ngày mai giao xe. Con này có một cái hay nữa, mai mình sẽ quay cho anh em xem chắc luôn. Hay cũng này chà nè, chà gì móc hang hay quá, này nghề không điêu luyện không chị em phụ nữ rồi, sau này phải lấy chồng rửa xe siêu sạch, sau này phải lấy chồng rửa xe siêu sạch nha anh em. Thấy tụi nó móc đồ ghê quá, trong hốc hách đồ cũng vô hết luôn em. Rồi em trai mai lấy xe này coi clip nha.
Rồi, hello anh em. Thì bữa nay sau cái clip anh có quay một cái clip trước là anh rửa xe toàn bộ xe cho em á, bây giờ anh lồng vô đây rồi bây giờ anh giao xe cho em, thì mình sẽ quay clip đối với những mà anh em mới chơi xe mình sẽ quay clip cho anh em kỹ, còn những anh em mà không có lên clip á là mấy anh em đó là chơi rất là lâu rồi, mấy anh em qua lấy xe mấy em về chơi thôi, còn đây em nó không rành cho nên mình quay sẵn hướng dẫn cho anh em luôn, người ta không rành thì mình phải chỉ đó. Thì nãy giờ anh chỉ là xong cái giá đỡ điện thoại rồi đúng không, đó là xong rồi nè. Rồi Thi qua chỉ cái đèn cảm ứng thôi. Con xe là có cái hay đó không anh em, là có cái đèn cảm ứng. Đèn cảm ứng đây nè anh. Anh bật lên là chỉ cần chạm ở đây thôi. À. Quay cái đèn sáng à. Rồi chạm chạm nha. Là tắt rồi. Thấy không? Là chạm mở. Rồi thử đi, thử đi. Đó, thấy không? Tại vì chiếc xe này nó không phải là xe mới, xe này nó có lên đồ chơi sẵn rồi thì mình phải hướng dẫn cho khách nó sử dụng như thế nào. Là biết rồi, trời sáng đúng không? Xài xong rồi. Rồi bây giờ là tới cái gì nữa, mở bình xăng ha. Thì mở bình xăng con này thì rất đơn giản. Đó, dặn qua đây. Lên, thấy chưa? Rồi, ấy em thấy cái tay nè, em ấn nhẹ cái rồi em quay qua. Thấy chưa? Nó kêu cái cốc kìa. Nó kêu cái cốc rồi mình rút ra thôi. Đó, hiểu không? Là chì này cũng vậy. Nói chung là mình phải ấn xuống cho nó nhẹ, nó xoay nhẹ, em thấy không? Nó xoay nhẹ là có nghĩa là nó đúng, còn mà em không ấy là xây rất là nặng, thấy không? Giờ ấn xuống nè. Đó, rồi qua. Em thử cái rất là đơn giản, rồi thử đi. Một lần đổ xăng là đi cả tuần luôn, con này tiết kiệm xăng lắm. Giấm xuống, rồi ấn xuống xây qua. Đó, nhẹ nhàng thấy không? Rồi ấn xuống lại. Rồi, dặn qua. Dặn qua. Đó, rồi. Rút ra. Đơn giản, mới đầu nó hơi biết chưa rồi. Từ từ thì nó sẽ nhẹ nhàng. Đó. Rồi có còn hỏi gì nữa không? Dạ, chắc là hết rồi. Đâu em mét nhiêu ngồi thử coi xe đẹp không? M69. Ừ. Đó, phụ huynh nghe anh em, phụ huynh dắt đi mua xe đó. Cái này á là em lên mạng hỏi mấy anh em bát lại rẻ không? 200-300 mà cái kính á, tại vì lên kính này cái nó bỏ kính này luôn à. Chứ đồ chơi là anh để lại hết. Mang giày vô nữa là ok. Đẹp. Đó. Đây mà thấy không, xe mới tinh nè, vỏ chỉ rồi. Quay cho anh em xem. Nè, ông này nè, trước khi qua là chạy xe thử, cọc là được chạy xe thử luôn. Chạy xe thử xong rồi á mới yêu cầu là phải về zin. Về lại màu đen nè, về mấy ngày trời luôn, rồi rửa cho ổng nữa, làm quá trời làm luôn. Lên coi clip là biết làm nhiều cỡ nào à. Đó, mà xe nhiêu có mấy chục triệu à, không có mắc đâu nha anh em. Nên anh em cứ yên tâm, để đây làm vì đam mê á, làm chơi á anh em. Rồi giờ xong rồi. Dạ, còn mà cũng cảm ơn anh Minh với lại đội ngũ của team Minh Biker đã hỗ trợ em mới có thể. Rồi có cần rửa xe hay là bảo trì, bảo dưỡng hay nhớt thì cứ nhắn tin cho anh. Đó, sau này mình chạy quen rồi đó, lâu lâu. Tại vì một lần bảo trì đó là em đi có thể nửa năm tới mấy tháng á. Tùy em thay loại nhớt là em thay cái loại nước mát nào. Thì lâu lắm em mới cần gặp với anh qua bảo trì một lần á. Lâu lâu mình đi mà mình mua xe mấy chục triệu mà lâu lâu mình bỏ ra mấy trăm ngàn bảo trì không được đúng không? Cho xe nó bền vậy thôi. Đó, vậy là xong. Giờ là em sẽ chạy xe xuống em luôn. Đó, rồi còn cái vụ về làm giấy thì anh hướng dẫn em dễ mà đúng không? Dạ, rất là đơn giản. Dạ. Đó, mình tự về làm ký giấy mua bán là ở đây là anh bao ký giấy cho anh em. Dạ. Ai cũng vậy, anh sẽ bao ký. Coi coi xe nè, xe gì mà không đẹp nữa, xe nào đẹp. Còn chìa khóa mã vạch đầy đủ luôn, mua xe cũ mà hơn xe mới, hơn xe mới bởi vì sao? Có những cái đồ chơi. Giá đỡ điện thoại nè, vừa chạy vừa coi phim. Chết luôn. Vừa chạy vừa coi phim. Sao Thi, ra phỏng vấn đây nó dọn xe mấy ngày trời nè, phỏng vấn đây xe này cực như thế nào thôi, ra đây nói vài câu coi, phát ngôn ơi. Em quay bên đây qua nó mới sáng nè, bên đây nó sẽ tối á. Rồi bữa giờ cái xe này dọn mấy ngày? À dọn mấy ngày nhỉ? Dọn 3-4 ngày. Có nghe tháo vàng áo dọn, rồi xong rồi rửa. Rồi đùi lại cái ghi đông, do xe này là lúc trước là cái chủ trước á, để cái ghi đông này lên trên, cái đồ này xuống dưới. Mà về lại zin cho nên cái đồ này nó sẽ tay cầm này nó sẽ xuống dưới lại. Cô ca con trai cô á nó cũng kỹ lắm á, qua đây là bắt phải là mấy cái mà không cần thiết á phải tháo ra rồi phải về zin, phải làm sao cho đẹp chứ không phải là khơi khơi là ảnh mua đâu. Trời kỹ tính lắm, qua chạy thử đúng không?
qua chạy thử hai chiếc luôn, chạy thử hai chiếc chứ không phải là chạy một chiếc nữa. Rồi vậy thôi, giờ tranh thủ về đi để kịp ăn trưa. Vậy nha, cảm ơn, có gì cứ liên hệ cho anh. Đó, rồi bảo trì bảo dưỡng rồi thì đơn giản rồi, mấy cái đó là về bữa chạy qua không có phiền mẹ bắt mẹ chạy qua nó chết là lớn rồi, đúng không? Chạy qua thôi, anh em chơi với nhau rồi giao lưu rồi học hỏi cái thêm kinh nghiệm. Quan trọng là em phải chạy ok, chạy từ từ, mới mua xe chạy từ từ kệ nó. Cái ba anh có nói hồi xưa không chơi xe, ba con nói nè, sao tụi bay chơi mô tô tụi bay xe mất tiền, tụi bay chạy nhanh này, chạy chậm chậm cho người ta ngắm. Ba nói vậy á, chạy chậm chậm cho tao nhìn, nó chạy nhanh quá xe mất tiền mà chạy nhanh quá sao tao nhìn nó. Đó hồi nhỏ anh chơi xe ba anh hay chửi vậy đó, chạy chậm chậm thôi không cứu nổi, chạy nhanh quá xe tao chưa kịp nhìn, tao thấy nhiều thằng đi xe đẹp thiệt đó, tao chạy không được á, mà nó chạy nhanh quá tao nhìn không có kịp. Nó quan trọng mình chạy trải nghiệm chơi, rồi sau này có muốn lên băng khói thì liên hệ anh lên xe mới. Dạ. Rồi vậy nha. Dạ. Cảm ơn. Rồi ok.